Nghệ sĩ Bạch Long sinh ra và lớn lên trong một gia đình hát bội tuồng cổ. Cha anh là nghệ sĩ nhân dân Thành Tôn và mẹ là nghệ sĩ Bạch Mai. Tuy không nổi tiếng bằng người em ruột của mình là nghệ sĩ Thành Lộc, nhưng nghệ sĩ Bạch Long vẫn được nhiều khán giả biết đến. Tên tuổi của anh gắn liền với các vai diễn như Kim Đồng, vai Phạm Cự Trích trong vở Báo Táp Nguyên Phong v.v. Hiện nay, dù đã gần 60 tuổi nhưng Bạch Long vẫn còn độc thân và ở nhà thuê. Anh không muốn làm gánh nặng cho em trai của mình nên đã từ chối nhiều lần trước mong muốn nam nghệ sĩ có thể về nhà chung với mình của nghệ sĩ Thành Lộc. Mặc dù cuộc sống cô đơn là vậy, nhưng ít ai biết được rằng ở thuở mới Hàn Vi, nghệ sĩ Bạch Long đã từng trải qua 4 mối tình sâu đậm và cũng để lại cho anh nhiều vết thương lòng nhất. À, anh biết hát từ năm mấy tuổi vậy? À, 10 tuổi. Lúc 10 tuổi thì anh Long hay ngồi cánh gà. Hồi xưa đâu có được hát đâu, hồi xưa là anh Long là trong ban nhạc thôi. Quýnh hai cây chặt chả sang đó. Thì phải nói cái người mà đầu tiên mà đưa cho Bạch Long ra sân khấu diễn á là nghệ sĩ Minh Tơ, tức là ba của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tộc. Nghệ sĩ Bạch Long sinh ngày 15 tháng 1 năm 1960 tại Sài Gòn. Lọt lòng chưa được bao lâu, anh được ba gửi cho một người cô ruột của ông nuôi dạy. Từ lúc còn đỏ hỏn, Bạch Long đã bị bệnh tật triền miên. Về vai vế họ hàng, lẽ ra Bạch Long phải gọi mẹ nuôi là bà Sáu, nhưng vì ở với bà nên gọi bà bằng mẹ và gọi ba mẹ là anh hai chị hai để dễ nuôi. Mẹ nuôi của Bạch Long đã gọi anh là bé Năm. Năm 9-10 tuổi, Bạch Long đã được cậu cho vào làm trong ban nhạc của đoàn cải lương Hồ Quảng, Khánh Hồng, Minh Tơ. Mười mấy tuổi, anh đã bắt đầu làm diễn viên, hát các vai phụ kép con. Được biết, cha của nghệ sĩ Bạch Long là một nghệ sĩ lừng danh, nhưng người thầy dạy Bạch Long hát lại là hai cậu Thanh Tòng, Minh Tơ. Nghệ sĩ Út Trông dạy cho anh hát ca cổ. Đến năm 15 tuổi, cha mẹ ruột muốn đón Bạch Long về, nhưng cuộc sống đơn độc với người mẹ nuôi già đã thấm vào người anh từ lúc nào. Không đành đoạn xa mẹ, người có công nuôi mình thành người, Bạch Long đã từ chối về nhà. Dù trong 15 năm đó, anh chị em của Bạch Long đều qua lại thân thiết, nhưng anh vẫn không muốn về. Bạch Long chia sẻ thêm, có lẽ cuộc sống đơn giản trong gia đình chỉ có hai người và sự tĩnh lặng của ngôi nhà. Thật ra là cái đình đã thực sự ăn vào người, nên tôi giữ cho mình một chữ nhẫn. Tôi không thấy làm buồn hay tủi thân gì cả. Địa mà cái tuồng này anh lại đóng với ba anh là nghệ sĩ nhân dân Thành Tôn, thì ba anh đóng vai chủ quán. Ông ba đóng chủ quán thì cái cảnh đó là ông Địa ông ngồi trên cái bàn này nè, cái ông vua ông chạy giặt, ông phải trốn dưới cái bàn á, ông núp dưới đó, thì ông Địa mới ngồi trên mới nhìn thấy ông vua mới leo xuống. Ông Địa không dám ngồi trên đầu vua, mà cái động tác đó cứ anh làm 3 lần thì cái ba anh mới ngang. Tiếp tục đi hát và diễn tại đoàn Khánh Hồng Minh Tơ, đến năm 20 tuổi, Bạch Long có mối tình đầu đời khi quen một người hâm mộ nữ. Lúc này, Bạch Long đi hát với vai quân sĩ đồng lương ít ỏi và ở với mẹ nuôi có đời sống không mấy khá giả. Cô gái thường xuyên qua nhà mẹ nuôi của Bạch Long để chăm sóc bà, khiến nghệ sĩ cảm mến. Năm 1982, Bạch Long bắt đầu nổi tiếng nhờ vai Phủ Đồng Thiên Vương, sau đó là vai cậu bé Kim Đồng, Trần Quốc Toản v.v. Cũng trong năm đó, anh giành 2 huy chương vàng tại hội diễn thiếu nhi toàn quốc. Mới nổi tiếng nên cuộc sống của Bạch Long vẫn còn rất nhiều khó. Khi Bạch Long và người yêu quen nhau được 4 năm thì mẹ nuôi của Bạch Long bệnh nặng, cô gái đập ống heo để dành làm đám cưới của họ để chữa bệnh cho mẹ nuôi. Đến ngày mẹ nuôi Bạch Long mất thì ba cô gái xuất hiện hỏi Bạch Long rằng cậu lấy con gái tôi thì cậu lấy gì nuôi nó. Bạch Long cảm thấy bản thân không đủ tự tin nên chia tay. Đến năm 1990, nhóm đồng ấu Bạch Long xuất hiện. Chị Kim Hà đã đưa kịch bản Cóc Kiện Trời nhờ Bạch Long giản dựng cho mấy cậu bé là con anh em nghệ sĩ trong đoàn để phục vụ đêm Trung Thu. Kịch bản đó là kịch nói, nên Bạch Long xin chị Kim Hà cho viết lại sang cải lương tuồng cổ. Vở diễn được khen ngợi, sau đó Bạch Long viết thêm Cầu Vồng Đỏ, Con Ngựa và Củ Cải Khổng Lồ, Hầu Nhi Cứu Chủ, Trần Quốc Toản Gia Quân, 7 Hành Tinh Xa Xôi v.v. đều được phát sóng trên đài truyền hình. Bao nhiêu sĩ phụ theo huynh phò chúa lấy, vừa nghe qua lời căn quân. Sự nghiệp thuận buồm xuôi gió. Năm 1991, giám đốc rạp Đại Đồng là anh Tài mời nhóm cải lương đồng ấu Bạch Long biểu diễn tại đó vào sáng chủ nhật hàng tuần. Khán giả đến rất đông. Từ đó Bạch Long mới được đào tạo ra Quế Trân, Trinh Trinh, Tú Sương, Trấn Cường, Bình Tinh, Trinh Nhân, Ái Hằng, Tâm Tâm v.v.
Lúc này Bạch Long đã 31 tuổi, anh có quen một cô thợ may trên đường Nguyễn Trãi, thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là một fan nữ của nghệ sĩ. Cô ái mộ vai diễn Phạm Cự Trích của anh trong vở Báo Táp Nguyên Phong. Bạch Long ở một mình nên mỗi năm vào đêm giao thừa, anh thường đến nhà người yêu dọn dẹp, chuẩn bị đồ thắp hương rồi chở cô đi chùa. Bạch Long tâm sự cả hai rất quan tâm nhau, thường tổ chức sinh nhật cùng nhau. Một lần khi học trò tổ chức sinh nhật cho anh ở vũ trường và nghệ sĩ mời người yêu đi chung. Tuy nhiên bạn gái của Bạch Long không thích đi chơi cùng nên đã đi ra ngoài. Bạch Long năn nỉ người yêu nhưng không chịu. Cuối cùng anh để cô ra về. Tối khuya anh đến nhà cô tìm nhưng không gặp. Ngày nào Bạch Long cũng gọi điện qua nhà người yêu nhưng không thấy hồi đáp. Bắn đi một thời gian, cô thợ may gọi điện rủ Bạch Long đi đám cưới cháu cô. Bạch Long chia sẻ, khi tôi đến thì cô ấy giới thiệu người ngồi kế tôi là chồng sắp cưới. Gia đình cô ấy lên sân khấu giới thiệu, tôi góp vui cho đám cưới. Khi tôi hát xong, cô ấy lên sân khấu trao tôi một phong bì. Tôi đứng chết chân thì ra cô ấy mời tôi giúp vui, chứ không phải vì tình nghĩa cũ. Tôi gắn micro và bỏ về luôn. Anh lên hát. Cô đi từ ở dưới đó, cô đi thẳng lên sân khấu, cô trao cho ta anh một cái bao thơ tiền. Trời ơi, anh sốc Linh ơi. Anh đứng chừng như nè, nó chết rồi. Chứ là cô này cô mời tôi tới là tôi hát đám cưới cho có trả tiền. Sau đám cưới của cháu gái cô thợ may, thì một tuần sau Bạch Long nhận được thiệp mời đám cưới của cô thợ may. Người yêu cũ còn gọi điện hỏi anh đã nhận được thiệp mời chưa. Bạch Long nói sao em ác vậy, ở đám cưới cháu em đã làm tôi đau, em không tha còn tiếp tục sát thương vào trái tim tôi. Cũng chính vì mối tình này mà mỗi lần vào dịp giao thừa sau khi chia tay, Bạch Long đều khóc khi nhớ lại cô thợ may. Sau hai mối tình tan vỡ, mối tình thứ ba khiến cho Bạch Long khắc cốt ghi tâm chính là người yêu đẹp cao 1m7. Lúc đầu anh không biết cô gái này yêu anh nên mai mối cho anh đánh đạn trong đoạn hát và bị cô ấy mắng cho một trận. Cô gái này cũng yêu Bạch Long qua vai Phạm Cự Trích. Bạch Long nói đùa, vai Phạm Cự Trích khiến tôi đắt bổ lắm. Bạch Long nhớ lại, khi anh bị khan tiếng, có người đóng thế, cô gái cao 1m7 mua tóc đường phèn Trương Cách Thủy, mang lại nhà cho anh, uống khiến cho anh xào xuyến. Cô gái còn rủ nghệ sĩ đi Vũng Tàu chơi bằng xe gắn máy. Bạch Long kể, lúc đó tôi không biết chạy xe máy, tôi nhờ anh Điển Thanh, là anh rể bây giờ của tôi dạy lái từ 11 giờ khuya đến 5 giờ sáng hôm sau, tôi mượn xe chở cô ấy đi luôn. Quen nhau được một thời gian thì Bạch Long phát hiện cô gái đã có chồng nhưng không được hạnh phúc và sống ly thân. Trong thời gian quen anh, Bạch Long quyết định chia tay để tránh rắc rối cho đôi bên. Đã được hết lời khuyên cản, tôi không chịu nghe theo. Việc thứ nhất, ta đã đốt cháy kho lương của Tây Sơn. Việc thứ hai, hãy giết các cô chị sống thôi. Ba mối tình không một lần trọn vẹn, mối tình thứ tư của Bạch Long lại càng lãng nhách, nhưng vẫn ghi dấu ấn trong tim anh. Trong ngày sinh nhật của người yêu, anh mua chiếc nhẫn hình con rắn để tặng cho cô gái tuổi Tỵ. Bạch Long dặn người yêu nếu đeo không vừa thì đem ra tiệm vàng đổi. Ai ngờ cô gái đổi nhẫn xong lấy luôn anh chủ tiệm vàng. Bạch Long nói đùa, tôi hay đóng hụi mà người khác giật hụi. Sau khi chia tay, Bạch Long lại tiếp tục lao đầu vào công việc. Nhưng khi đồng ấu tan rã vào năm 1996, bao nhiêu công sức tiền của Bạch Long đắp vào cho nhóm coi như đổ sông đổ biển. Học trò của Bạch Long về đoàn này đoàn kia và đều là những ngôi sao cả. Sau này khi nhà báo phỏng vấn cũng hỏi anh, học trò của anh đã có những nghệ sĩ ưu tú đạt huy chương này huy chương kia, còn anh vẫn chật vật với cuộc sống. Có khi nào anh trách học trò hay buồn về mình vẫn chưa được phong tặng danh hiệu gì? Bạch Long nghĩ, chắc ông tổ chỉ cho mình tới đó, anh không trách. Tụi nó con nít biết gì, thời của nó đứa nào chả ham diễn ham hát, thầy không hoạt động thì nó phải sang đoàn khác thôi. Bạch Long tháo cái đồng hồ thứ duy nhất cứu mạng anh lúc bấy giờ đưa cho thằng học trò. Thiên, mày đi cầm giùm thầy. Thằng nhỏ chạy về, dúi vào tay anh 300.000. Thầy ơi, người ta không chịu cho cầm. Thầy cầm tiền này xài đỡ, khi nào có, cho lại con cũng được. Bạch Long nhìn cái đồng hồ mà chảy nước mắt. Những người bạn đó tới với mình qua cái hào quang thôi. Nhưng mà khi bước sâu vô con đường lập gia đình thì họ phát hiện là mình không có gì hết. Không có gì hết, mình chỉ có cái hào quang thôi, chứ ngoài cái của không có. Thì từ đó, cái động lực đó mình dẹp cái tình yêu trai gái qua bên là mình hướng về tình yêu nghệ thuật. Tức là tình yêu đạo. Lúc đồng ấu tan xá, Bạch Long mới chỉ 37 tuổi, mà tiền không có một xu, nhà không có ai mời làm việc. Anh nghĩ mọi cánh cửa đã đóng lại.
Bạch Long lên kế hoạch tự tử. Nhưng lúc ấy, có người phụ nữ đến tìm và nhắn nhủ đừng nghĩ dại. Họ còn khổ hơn cả Bạch Long nhiều mà vẫn vượt qua. Nhiều năm nay, Bạch Long vẫn muốn tìm lại người phụ nữ đó nhưng không được. Từ thất bại trong chuyện tình cảm sâu đậm, Bạch Long quyết định sống độc thân. Anh dồn đam mê vào nghệ thuật cải lương tuồng cổ. Ở tuổi 57, Bạch Long kể tâm huyết lớn nhất của mình là đào tạo ra những lớp diễn viên trẻ. Anh lên kế hoạch lập lại đoàn hát đồng ấu Bạch Long trong thời điểm không có gì trong tay. Nhiều người cho rằng đó là một sự mạo hiểm bởi cải lương đã không còn thời kỳ hoàng kim. Bạch Long chia sẻ, nếu tôi không làm thì ai làm thay tôi? Ai cũng nghĩ về cuộc sống, nghĩ về chuyện mưu sinh. Tôi không giàu nhưng tâm huyết luôn có. Tôi muốn giữ lửa cho nghệ thuật cải lương tuồng cổ. Nếu không làm thì một ngày nào đó chúng sẽ tắt lịm đi. Cải lương không còn thời hoàng kim nữa, nhưng đây là một giá trị quý cần được giữ gìn. Ai mê ca nhạc thì mê, còn ai mê cải lương tuồng cổ mà không có người dạy, cứ tìm đến Bạch Long, tôi sẵn sàng bỏ công ra dạy. Tôi chỉ nghĩ một điều rằng, còn sống một ngày thì phải sống tốt, có ích cho xã hội trọn vẹn một ngày đó.